Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, một loại nồi cơm điện được quảng cáo là có thể tách đường ở trong gạo, giúp chữa tiểu đường và có thể giảm béo đang xuất hiện rất nhiều ở trên các trang mạng xã hội cũng như là nhiều phương tiện truyền thông. Lời quảng cáo có cánh trên thì đã đánh vào tâm lý của người tiêu dùng, đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường béo phì và nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để mua chiếc nồi này về. Và cũng bởi quảng cáo với công năng đặc biệt như trên, nên giá của những chiếc nồi này cũng đắt so với các loại nồi cơm điện truyền thống, giao động từ khoảng 2 cho đến 15 triệu đồng. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia đã cảnh báo đây chỉ là chiêu trò lừa bịp lợi dụng lòng tin của người dân để bán hàng. Vậy trên thực tế có loại nồi cơm điện nào có thể tách đường để chữa bệnh hay là giảm béo không? Đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi đề cập đến trong chào buổi tối ngày hôm nay. Với vị khách mời là phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh đến từ viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội. À, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý khán giả xem truyền hình dạ vâng ạ và như chúng tôi vừa chia sẻ đấy ạ một cái loại nồi mà trôi nổi trên thị trường hiện nay với những cái lời quảng cáo có cánh có thể trị được bệnh tiểu đường có thể giúp được giảm mỡ giảm béo giảm cân đúng không ạ và với những cái lời quảng cáo như vậy thì người dân rất là dễ thích rất dễ bị cuốn theo để mà mua chiếc nồi này vậy thì theo ông là cái sản phẩm này dựa trên cái nguyên lý nào mà họ lại quảng cáo như vậy ạ thực ra thì nếu như chúng ta có một cái ý tưởng rằng là có một cái nồi cơm điện là cái một cái nồi nồi nấu cơm Đạ. mà người dân Việt Nam thì hay ăn cơm mà lại có khả năng uh, giảm được cái nọ giảm được cái kia rất lợi sức khỏe thì có lẽ cũng nên hoan nghênh Đạ. nhưng mà nói lại nó lại không phải như vậy mà chủ yếu là hoan nghênh vì rằng là người ta bán hàng Đạ. đấy là một cái mà theo tôi nó không tốt vậy thì người ta dựa trên nguyên lý nào chúng ta có thể thấy này này xa xưa ấy ông bà ta ở nhà nấu cơm mà nông thôn ấy à. thì người ta thường chắt nước cơm ra cho con trẻ nuông. À. Bởi vì là nó những người nào thiếu sữa người ta thường lấy con. Có... thì các người nông dân đấy người ta cũng đại hiểu một cách rất là mà lại thành đúng tức là cái nước cơm có giá trị dinh dưỡng rất là cao. À. bởi vì nó có nhiều vitamin <laughs> trong gạo nó ra một ít tinh bột nó chín nó hòa tan ra đồng ngoài đấy thế là thành cái nước cháo cho con nó ăn rất à. là tốt. thế thì cái động tác của cái nồi cơm điện mà các anh trên canh tách đường ấy thì nó không khác gì cái động tác mà của ông nông dân dùng cái môi múc nước cơm ra khỏi mà thôi chỉ có một điều là cái anh thì chắt nước cơm bằng cái môi múc còn một anh một người thì chắt nước cơm bằng tự động nước nó trào ra và nó trả ra ngoài nhưng có một điều chúng ta nên nhớ rằng là có cái người tiểu đường thì không nên ăn được ok đồng ý thế nhưng có một điều tức là ta thì hỏi là vậy thì gạo có đường không? Thì nó cào cực ít được. Theo các nhà phân tích về viện dinh dưỡng thì người ta người ta phân tích rằng là gạo chỉ có nằm trong khoảng 0,6 cho tới 0,8% đường thôi. Dạ. Tức là chúng ta ăn gạo chúng ta không thấy ngọt đâu. Dạ. Tức là vậy thì cái lượng đường nó rất ít. Tức là trong 100, 100 gram gạo dạ. thì chúng ta có 0,6 gram đường dạ. đến 0,8 gram đường. Nhưng theo công bố mà phân tích của Viện Công nghệ Sinh học và người Thực phẩm thì người ta có thể dùng cái nồi cơm đường này chắt nước cơm ra bằng cách chắt tự động ấy thì người ta tách được 30% để 20 đến 30 vậy ta thể tính một con bà tính là 20 đến 30 phần trăm cái lượng đường có trong 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 nồi ở à, trong gạo mà gạo chỉ có 8 trăm là tối đa thôi Vậy thì cứ nói đến 30 phần trăm đi tối đa là 30 trăm hàm được Tách ra được và 8% là hàm lượng tối đa đây tại 0,8% ấy tại à, 0,8% thôi thì tôi sẽ nói rằng là 3824 được 2, 4, 2, 4, 0, 2,4 2,4 0,24 gram Đà. tức là nếu như dùng cái nồi đó thì chúng ta nấu 100 gram gạo chúng ta đánh được 0,24 gram được có ý nghĩa gì dạ. cho có ý nghĩa gì về cái chuyện mà giảm béo mới, mới giảm cân với chống tiểu đường người ta chỉ khuyên người tiểu, tiểu, đường là không nên ăn đường Đạ. vì đường vào trong 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 dạ dày nó tiêu hóa rất nhanh và nó làm cho người ta lượng đường tăng lên đột ngột và nó nó bị thải ra ngoài người ta gọi là tiểu đường là vì thế, à thế nhưng mà hàm lượng đường có đạt bao nhiêu rồi nhưng ngược lại cũng là cái 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 công bố của viện công nghệ sinh học của thực phẩm nói rằng là trong phân tích hàm lượng vitamin B thì hàm lượng vitamin B1 và vitamin nhóm B giảm đến 80%. trăm vậy thì người ta ăn cơm đấy hàng ngày người ta dung nạp một cái lượng vitamin vào trong cơ thể để nó tiêu hóa cái đó thì đã mất đi mà nếu như chúng ta chúng ta mà cứ ăn cơm kiểu nấu cơm cái, bằng cái nồi này thì nguy cơ bị bệnh beriberi là cái chắc chắn là vì là bản thân B 1 trong gạo trắng của chúng ta đã ít bây giờ lại chiết nó đi đổ nó đi thì không còn chất gì nữa mà lượng đường để tách ra thì lại gần như gần như không đáng kể ta tạm thời gọi là gần như bằng không phải có 0,24 gram trong 100 gram thì có đáng bao nhiêu đâu. Dạ vâng ạ. Và đây thì chúng tôi cũng muốn thấy rằng là họ có những cái phản ánh rằng là đây là cái uh, sản phẩm kết quả nghiên cứu của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội. Tôi biết điều này có đúng không ạ? Điều này không đúng. Ừ. Điều này không đúng. Tôi chỉ khẳng định. Mặc dù mặc dù là tôi đã tôi đã hỏi lại cái 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 tổ chức này ấy, nó nhờ trường Bách khoa Hà Nội, các thầy của trường Bách khoa Hà Nội. Bởi vì các thầy có khả năng phân tích rất là tốt thì phân tích so sánh giữa cái lượng đường có trong cái nồi cơm cái nồi cơm nấu bình thường dạ. với cái lượng đường nấu trong cái nồi mà đã chắt nước cơm đi dạ. thế thì người ta chứng minh là cái lượng đường giảm đi 30% so với cái ban đầu dạ. Đấy. thế thì người ta cũng có thể so, nếu đã làm như vậy thì so sánh luôn này tôi nấu cơm ở nhà quê ấy, tôi múc nước cơm đi thì nó cũng như nhau cả thôi dạ. hoặc là nếu như người ta không người ta không làm thì anh mà thích như vậy thì anh đem anh lấy cái 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 nồi cơm bình thường của cơm ấy, nồi cơm, nồi cơm điện bình thường, nhà nào bây giờ cũng hầu xong như có đấy. Nước cơm xong tôi mới múc nước cơm ra. <laughs> thì khác thì nhau đâu, một cái chỉ có khác cái khác duy nhất là tự một cái thôi. thì tự động à. rót ra, cái thứ hai à. cái cái khác thứ hai là cái kia là phải múc bằng bằng nồi bằng bằng, cái. bằng cái... nhưng cái tự động múc ra ấy, là rót ra ấy, nó là một cái có nhiều điểm này, đó là nồi hai nồi hai lớp à. và nước cơm nó chảy ra nó chảy tràn nó qua xuống nó chảy xuống nồi thứ hai nó chảy xuống cái khay cái nước cái vứt đi vâng. mà nó nhây nhớp cả cái nồi nó rất là bẩn dạ, vâng, vâng. nhưng mà cái nồi kia chúng ta thì chẳng nhây nhớp gì nó chỉ có mỗi cơm bên trong xúc cơm đi cho nước vào rửa sạch ra sạch dạ. cực kỳ đơn giản thao tác của các bà nội trợ cực kỳ đơn giản dạ, vâng. Đấy như là... vậy là ở đây có nghĩa là cái nồi này nó không có giá trị chữa bệnh hoàn toàn không ấy chữa không bệnh giá trị... thì hoàn toàn không dạ. chữa dạ. bệnh hoàn toàn không nếu như chẳng hạn như tôi nói ví dụ như nếu trong gạo mà nó có tới ba phần trăm đường nó tách được một nửa tức là 15% phần tức là dạ. 15 lăm gram thì quá có ý nghĩa đã Nhưng mà đây nó tách có 0,26% thôi. Thì thực ra con số là vô nghĩa. Và là, 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 gì? Đây không phải là chữa bệnh, đây không phải là thuốc mà chữa bệnh. Mà đây là gì? Giảm đường để cho người ta không phải ăn đường nhiều. Đã. Nhưng mà người ta không ăn đường nhiều thì người ta, người ta khuyến cáo, bác sĩ người ta khuyến cáo là người tiểu đường thì không nên ăn đường, ăn cái sản phẩm có nhiều đường ấy. Đã. Ví dụ như là như là bánh, như là kẹo, nước ngọt hoặc là nước giải khát hoặc là sữa có đường đi đường gạo có đường đâu mà mà phải kiếm. Dạ vâng ạ, xin cảm, cảm ơn đó. ông. Vậy thì ông đưa ra cái lời khuyến cáo nào cho người dân để mà họ tránh mua phải những cái sản phẩm với những cái lời quảng cáo sai sự thật như vậy? Tôi cho rằng là thế này, cái người 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 trong gia đình ấy, đặc biệt là những bà vợ, đặc biệt là những bà vợ thích mua cái này lắm. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì là những cái người mà chẳng may ông chồng bị tiểu đường, đấy. mà bây giờ được cái một cái sản phẩm mà để giúp đỡ cho ông ấy được bế đường thì quá tốt thì người ta sướng, người ta bảo là đấy cũng đến là tình cảm của mình trao cho cho chồng con đúng không đấy. nào? Nhưng mà có một điều tức là cuối cùng thì bà rước cái nồi ấy về, bắt cả nhà ăn cơm thiếu dinh dưỡng tức là nước cơm mới mất đi đúng không nào? Và đấy. thiếu vitamin 1 và bị bệnh đây cả nhà bị bệnh luôn đấy. và đường thì không có tác dụng gì. Được. Ông chồng không 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 giảm được cái mức độ đường dùng hàng ngày. Được. Vậy cho rằng là mang nợ vào thân chứ, mà lại mất tiền chứ. Tôi xin nói rằng là ở đây người ta nói là bị tiền mất tật mang, nhưng ở đây tôi xin tiên đoán một điều là tiền thì mất là chắc chắn rồi, mua là nó là vô nghĩa rồi. Nhưng tật có khả năng nếu cứ sơi cái cơm là thường xuyên thì bị bệnh thiếu với vitamin B, nhóm B và bị bệnh beriberi. Và như vậy thì đến bệnh viện sớm. Dạ vâng. Không những mà không thể trả khánh được mà bệnh viện dân bị thiếu bệnh người, người ta người ta chứng minh là cái bệnh beriberi là dùng như ở khánh dân tộc mà ăn thiếu b 1 tức là gạo quá trắng đi cuối cùng sau này người ta đi khuyên là không được xay gạo trắng nữa hoặc là nếu không cứ quen gạo trắng thì phải ăn cám phải dạ. ăn thêm cám nữa này nó có làm cám sạch mà ăn ở nông thôn người ta trước kia người ta đã từng ăn như vậy họ ăn gạo lứt dạ. đấy để bù vào cái lượng dạ vitamin vâng ạ. vậy thì um, theo ông thì ông sẽ đưa ra cái lời khuyên như thế nào cho với những cái mối lo của các bà nội trợ như vậy với những cái người và bị bệnh tiểu đường hay là béo phì để họ có được một cái khẩu phần dinh dưỡng tốt nhất cho cái căn bệnh đó. Tôi xin nói rằng là cái việc mà giảm cân ý, thì bây giờ phụ nữ giảm trả qua muốn béo cả đàn ông cũng thế thôi. À. Bởi béo nó nặng nề nó không có ai cũng muốn mong là người nó thon thả nó khỏe mạnh. À. Vậy thì cái quan trọng nhất là chế độ ăn chế độ dinh dưỡng mà chế độ giảm giảm cái lượng tức là giảm cái lượng tinh bột và mồm chứ không phải dùng cái nồi này để giảm lượng tinh bột mà giảm đi tức là anh chứ ăn ba bát bây giờ anh ăn hai bát thôi thậm chí ăn một bát thôi dạ. và và nếu như ăn mà nhiều thì phải tập nhiều để nó để nó thải cái đó thành năng lượng chứ nó không tích thành mỡ dạ. bởi vì tinh bột có khả năng này vào trong cơ thể nó tiêu hóa thành đường thì đường nó người vào máu nhưng nó dừa dư, dư máu nó dư đường trong máu ấy dư đường trong máu vào tế bào ấy thì nó bị chuyển hóa thành mỡ Dạ. mà nó thành mỡ thì mình phải mua mỡ nằm ở da nằm ở trong bụng ấy thì nó lại không phân giải được và cứ tích dần tích dần tích dần này. thế là thành béo phì dạ. béo phì chỉ có con đường rất nhiều người người rất nhiều người cho nó rằng thế này là phải là phải đi cắt ra mổ ra để mà lấy ra cứ dạ. cực kỳ khó khăn ấy. Dạ. thì xương mồm ăn cơm đâu có sức mồm dạ. đúng không ạ Vì điều tiết chế độ ăn nhưng đồng thời nên điều tiết chế độ rèn luyện dạ thể thao hàng ngày tập luyện hàng ngày chứ còn không phải chứ chứ còn nếu mà này cứ ăn xong rồi mà cứ ngồi chỉ có chờ ăn không thôi ấy. ăn là một cái khả năng tăng dưỡng dạ. tăng tăng cân nhưng dạ nếu thả. không tập thì nó không thải ra được dạ vâng thì béo vẫn xin được cảm, cảm ơn đẹp. vâng, vâng, vâng dạ. xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh với những chia sẻ mà tôi nghĩ rằng là rất là cần thiết và bổ ích cho người dân và cho những khán giả truyền hình của chúng tôi xin được cảm ơn ông rất là nhiều dạ vâng, dạ. vâng ạ à, thưa quý vị và các bạn tới đây thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại